Dũng xin chào tất cả mọi người ạ. Lâu rồi Dũng cũng có làm video ha, nhiều anh em cũng hỏi thăm. Hôm nay thì Dũng mới về trường Phú Giáo thì thằng em nó dụ nó đánh hút mật ở gần nhà. Tại nhiều anh em cũng hỏi Dũng là nay còn chơi hút mật, còn đánh hút mật hay là còn làm hút mật không á. Thì sẵn tiện Dũng quay cho anh em coi luôn ha. Thì Dũng vẫn làm, vẫn nuôi bình thường ha. Dũng đang ở trong cái avi của Dũng, đang ăn cái trái dâu tầm anh em. Vũ trồng một cái hàng dâu tầm để nuôi mấy chim ăn trái cây anh em, như là chớp nè, củ sắc, quế lâm đó. Đó thì nó có cái thức ăn, một thức ăn tự nhiên luôn á anh em, thấy không? Thì nó đỡ chuối nè, chuối đu đủ thì đỡ tí xíu. Với lại nhiều khi mình cho ăn một loại trái cây nhiều quá thì nó cũng không có tốt, nó không có thích á. Trước khi đi lên hàng em á thì Vũ quay cho anh em coi một cặp lớp bớp với một cặp yến phụng ha. Để anh em nào thích thì anh em Vũ chia lại cho anh em ha. Yến phụng của Vũ là yến phụng Hà Lan anh em ha. Yến phụng Hà Lan màu đẹp, không có lai, không có ép gì hết, không có F1, F2 gì hết. Màu của Vũ thì đa phần là Vũ thích là màu xanh ngọc anh em. Thì cặp nào có chim con ha thì Vũ quay lên Vũ chia cho anh em cặp đó ha. Vũ không có bán chim tơ, chim con hay là chim trưởng thành chưa ghép hay gì cả. Vũ chỉ bán chim gọi là làm sẵn hết tất tần tật luôn, có chim non, có ui trời, có con gì xíu rồi trời. Ồ này còn nhỏ quá anh em ha, đó nó mới nở được con trứng ha. Mình sẽ lật ngược vậy ta, mẹ nó đút bự quá sao đó. Đó thôi kệ đi nè, nó con mẹ nó rất là đẹp nè mọi người. Ơi mẹ chui vô nhìn thấy không, mẹ đầu vàng, màu cũng là xanh ngọc luôn em ơi. Đó cha nè, cặp này con chim con thì thôi rồi. Thì Vũ bán cho anh em thì Vũ bán cái hàng làm sẵn anh em ha, yến phụng Hà Lan hàng làm sẵn luôn để Vũ phục vụ cho những anh em mà mình nuôi á, nuôi hoài mà sao nó không đẻ rồi á, rồi nuôi về thì ra tiệm mua thì bị người ta kiểu như người ta gạt á, chim tơ nè, hoặc là chim quá già nè, chim quá lứa rồi để sinh sản nè, rồi không đúng cặp trong mái nè, hoặc là đúng trong mái mà về thì nó lại không ghép cặp, nó không chịu nhau. Đó, rồi nó chịu nhau thì đẻ rồi trống không có còn, rồi má không biết nuôi con, không ấp, nói chung là rất nhiều vấn đề khi anh em mua chim mà mình nuôi sinh sản á thì nó nhiều vấn đề. Thì ở đây thì Vũ làm sẵn hết luôn, bao hết tất tần tật luôn đó, thì Vũ để phục vụ những anh em đó ha. Một cặp Vũ bán bố mẹ thì Vũ sẽ tặng tổ và tặng luôn chim chim non anh em ha, có nghĩa là Vũ bỏ bố mẹ bỏ cơ vô, xong rồi bỏ cái chung nước nha, cái lỗ ra vô anh em đó, xong rồi Vũ gửi luôn cái tổ về cho anh em, này là coi như là bao hết tất tật luôn đó. Thì con nở ra bao nhiêu thì Vũ tặng bấy nhiêu ha, chim non thì Vũ sẽ không giữ, cũng không bán lẻ anh em ha, không bán lẻ chim non nha đó. Vũ bán bố mẹ vô tặng chim non luôn, tại vì nếu mà bán chim con không á, lấy một hai con ra bán á thì tội cho những anh em mà mua chim bố mẹ á, thì mình bị mất đi một hai con chim non đó, nên Vũ không có bán ha. Đó thì đây một cặp này, còn mấy cặp này thì nó chưa có đẻ, rồi đẻ thì nó không ấp, rồi nói chung là không có cồn, nói chung là tán lạc hết rồi nè, nhiều vấn đề lắm. Thì những cặp mà có vấn đề Vũ sẽ không có chia sẻ cho anh em ha. Thứ hai là lớp bớt nào, cặp nào quên rồi ta. Đây này, một hàng dưới thì Vũ sẽ làm lớp bớt anh em ha, hàng trên Vũ làm miếng phụng. Thì cứ cặp nào mà có đẻ ra có con á thì Vũ sẽ quay lên Vũ chia sẻ cho anh em ha. Đây rồi, đi thấy không, cũng mới nở được một con nhỏ, ba trứng kia không biết có nở không. Thì đây là cái cặp lớp bớt này, là Vũ không biết là kêu bằng gì vậy đó, không biết phải gọi là má đào không nha anh em. Đó, cái mặt của nó hồng rất là đẹp,
cái con mà đậm hơn là con trống á nè, con bề ngoài con bên phải á. Đây là con mái nè. Để vô quay vô quay rõ nên coi ha, trống con mái ha. Thì một cặp lớp bớt thì dù cũng như là Yến Phụng anh em ha, là Vũ bán chim bố mẹ thì Vũ bao hết tất tần tật luôn, cũng bỏ chim bố mẹ vô trong cái tổ xong rồi Vũ bịt lưới lại ha, bỏ cơi bỏ nước xong rồi Vũ gửi cho anh em một cặp chim bố mẹ là 2,5 triệu anh em ha. Còn chim non thì Vũ sẽ tặng ha, bao nhiêu con thì tặng bấy nhiêu, Vũ không có bán lẻ ha. Đó, ok. Còn mấy cặp bên đây thì nhiều vấn đề lắm, nói chung là chưa đẻ nên Vũ chưa chi ha. Đây là mấy cái lồng mà Yến Phụng đẻ hết rồi á, đẻ xong rồi Vũ chia lại cho anh em rồi. Vũ mới dọn vệ sinh xong rồi Vũ bỏ em này vô. Đây là em đưa cục kính xanh Vũ mua lại nè. Nó đột biến, cái lưng của nó màu trắng, không biết anh thấy không, trên lưng nó trắng nhiều lắm anh em đó, mà nó đang thai lông nên nó chưa có ra hết. Vũ coi cái video mà lúc nhỏ nó trắng nhiều lắm nên đã lắm. Vũ mới mua lại cặp cái con này, Vũ mới đem về trên đây luôn anh em, lòng còn sạch sẽ luôn nè, chưa đi phân nữa nè. Vũ để cho đây cho nó quen một tuần, cho nó quen với cái chim trong AV á, xong rồi về tuần sau về Vũ thả ra. Chứ giờ thả ra thì sợ nó mấy con chim trong AV nó dí nó đánh thì tội. Rồi ok anh em ha, để Vũ chạy lên đằng em nó đang bẫy chim á, Vũ quay cho anh em coi. Rồi ok, tới rồi mọi người. Ý con chó. Anh em Vũ nó đánh trong cái vườn trái cây của người bác cũng gần nhà. Đây cái mùa bắt đầu ra trái nên bông nhiều, chim dệt nhiều. Đây, vườn bưởi với nói chung là tán loạn trái cây hết. Đây trời bưởi đã. Tối mới mưa nên cái đường nó dơ quá, đi ướt nhẹp à. Ủa đang đánh hả? Gần nó luôn hả? Sao lại? Sáng giờ đánh được mấy con à? Mấy con rồi. Có một chuyện này phía phía không? Mấy con sáng chơi. Còn được mấy con cũng đẹp rồi nè. Có được 2 con chuồn. Rồi bây giờ Vũ đi theo Vũ quay mấy kèo cho anh em xem chơi ha.
Dũng mới về tới nhà của con em. Nhiều lắm anh em, ba thiên luôn. Đây này, con em nó vô cám hết xong rồi, nó nuôi để nó test lên cái độ xíu anh, coi con nào ok thì đem xuống cho Vũ ha. Còn Vũ lựa, nhưng mà tuần chạy hai tuần Vũ Vũ chạy về đây thì Vũ đem ra Vũ kè Vũ lựa. Còn em thì nó cũng không có nhìn chim, nó cũng không có con này tới nhà kè, không có lựa chim nhiều á, nên nó cũng đánh vô hạt thôi, điều trị nó vô hạt thì vô hạt thôi. Còn Vũ về Vũ lựa ha. Còn hàng nào mà Vũ dạt ra thì Vũ đem cho nó bỏ mấy cái tiệm gần đây thôi nè, mấy chục ngàn con thì tiệm sẽ bán ra tầm khoảng 120-150 cái hạt cứng nè ha. Còn chim mà cái hạt mới thì 100 ngàn nè, con mồi mới về. Mồi này là truyền lên mà cũng chưa có cứng lông. Cái nào chơi chứ à? Thả mồi vô luôn ha. Mấy con này nuôi lâu rồi nè, mấy em để lại chơi, chứ có một vài con thì Vũ kêu nó dợt lên mồi văn nghệ á. Như mấy con đó khách nhờ dợt khoảng tầm chục kèo cho khách á, để lên mồi văn nghệ á. Xong rồi Vũ giao đó thì nó sẵn tiện, thì nó đi đánh thì nó dễ dợt thêm mấy con chuyền lên nha, cho khách rồi nè. Chứ con chuyền đã, con chuyền nó lâu chưa Thành? Mấy con mà nó có tắt, có tố chất, nó nhìn nó dạng chim nữa hay nữa, cái nết nó chơi thả vô lập là dợt dài kèo và đưa cho anh em được. Con chuyền đã cự với mồi luôn thôi, để cho nó cự với mồi luôn ha. Cho nó sợ luôn, khỏi giao khách luôn, để là chơi. Đấy, kỳ mà nó cũng hổ báo rồi. Đây thôi, xòe luôn đi, nó còn sợ cái máy của Vũ xíu. Chuyện nay đánh cũng không căng ha, đánh chắc mệt quá ha, không căng nhiều. Mồi cũng không căng. Mấy con này bữa giờ chơi hết chưa Thành? Rồi, nhát đứng gần quá nó không dám ra, không chơi ha. Mấy con này phải móc lên rồi. Em Vũ thì nó làm nhà dân quân xã nên trưa rảnh á, 2 tiếng đồng hồ chạy đi 7 ngày 7 năm số con gì đó, về vô cám từ từ rồi cho Vũ lựa thôi. Vũ lựa vô xem xuống cho anh em ha. Chơi thì Vũ vẫn làm chim, vẫn nuôi chim, rồi ở dưới chỗ thì cũng lúc nào cũng có 5-6 con chim anh em ha, chứ không phải là không có chim, nhưng mà Vũ ít quay thôi. Những anh em nào mà biết tới Vũ rồi á, thường gọi điện Vũ chia lại cho anh em thôi. Tại giờ Vũ cũng ít làm video với ít quay lắm. Rồi cái hàng này Vũ đang phơi nắng coi thái độ như thế nào. Thank you.
Nãy vô tính lấy con này nè, con này ổ dài với đuôi dài bự, nên phải so với con bên đây bự hơn ha. Đó, để coi thái độ ra thấy nè. Ủa bữa giờ có con đầu xanh nữa không Thành? Thì yeah. Có vài anh khách đặt hàng đầu xanh mà bữa giờ kiếm hoài không thấy. Mùa này chim truyền dễ bẫy hơn nhiều nữa nè. Con gà tre đem xuống luôn. Mỗi lần về Vũ lấy khoảng tầm 3-4 con gì, tại ở dưới thì Vũ không có không gian nhiều nữa, nên cũng không có lấy xuống nhiều được. Vậy là để ở đây á, nó lên lửa chứ, hay là cái không gian ở đây nè, thì con chim nó lên nó chơi á, nó dễ chơi hơn là ở dưới vỗ vụ. Chỗ Vũ chật quá, chim nó khó lên lắm. Test thái độ cũng khó hơn là so với ở trên đây. Trên đây chim nhiều, cây cối nè, sân vườn nè, chim dễ lên lắm. Rồi ok ha anh em, Vũ quay lâu lâu Vũ quay clip hút mật cho anh em xem thôi, để cho anh em biết là Vũ vẫn còn chơi hút mật, vẫn còn làm hút mật bình thường anh em ha. Tại Vũ ít quay thôi. Để ngoài chơi vậy luôn ha. Cũng đã chưa ta. Ồ, nhìn đá nè. Ở dưới Sài Gòn riết thì cuối tuần chạy về quê thấy mấy cái này mê lắm. Máy hả? Máy hả? Mồi máy hả? Ủa nhà có con máy cũng hay lắm mà đâu à? Để nhà hả? Máy mồi đã chưa đã quá ha. Mấy này tách ra đi, tách ra phơi nắng lên đi. Mồi đánh sáng giờ anh cũng vã, anh cũng mệt lắm. Rồi, xin chào tất cả anh em nha.